Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nông Dân Mai Truyện của Ad nha. Và Ad luôn chúc cho các bạn có nhiều khoảng không gian nghe truyện thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện tranh Nguyên Tôn nha cả nhà. Nhiều người dựa theo vị trí phân phối của bản thân đăng lên đài sen tổ khí, tiếp nhận cảm ứng của đài sen đối với tiềm lực của bản thân. Nhanh, nhìn kia! Sau khi có người ngồi vào, đài sen đã phát ra ánh sáng huyền diệu. Màu sắc của ánh sáng này hình như là cũng có 5-6 loại. Ta đã từng nhìn thấy trong một cổ tịch từng nói, ánh sáng này chính là ánh sáng phẩm giai của đài sen. Đài sen sẽ dựa vào thiên phú của chúng ta để xác định phẩm giai. Màu sắc càng nhiều, phẩm giai của đài sen sẽ càng cao, cơ duyên đưa đến cũng càng lớn hơn. Thì ra là vậy sao? Mau, nhìn bên kia đi! Ngải Thanh, Đông Diệp, Tần Liên, Kim Linh Nhi và những người khác ngồi trên đều là đài sen thất phẩm. Mấy người kia là đài sen thất phẩm. Phẩm giai thất giao. Thất giai sau khi hình hình, bia đá lại tặng nhiều tổ khí và tổ khí kỳ bảo bao vây như vậy. Bên đó là đài sen bát phẩm, thật đúng là khiến cho người khác ngưỡng mộ. Quả nhiên là Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, hai người này. Không đúng, còn có một tòa nữa. Lại là Sở Thanh của Thương Huyền Thiên. Người này lại có thiên phú như vậy sao? Không phải chứ, lại có ba tòa sen bát phẩm ư? Là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi. Đài sen của ba người bọn họ lại lóe lên màu sắc thứ chín yếu ớt. Mặc dù cuối cùng cũng là bát phẩm, nhưng cũng có thể chứng minh thiên phú của ba người bọn họ cao hơn. Thiên phú của ba người này lại có thể đạt đến mức độ như vậy, may thật không có ai đạt đến cửu phẩm. Nhưng mà vẫn chưa xong, tên đó vẫn chưa bắt đầu. Mau nhìn bên kia đi, đài sen của đội trưởng Trung Nguyên cũng đã bắt đầu rồi. Sẽ là mấy phẩm đây? 1, 2, 3, 5, 7, 8. 9 màu nhẹ nhàng thành hình. Là đài sen cửu phẩm. Ta da da. Bia đá cổ lão phát ra chấn động chưa bao giờ thấy. Giống như tổ khí hồng lưu của thủy triều, bao bọc vô số tổ khí kỳ bảo chảy về hướng của Chu Nguyên, xông vào trong cơ thể của hắn. Hay, xem ra hắn muốn xung kích 4 tỷ. Dạ tâm ngược lại cũng không nhỏ đấy. Nghe nói là trở thành thánh thiên kiêu của thánh tổ thiên chính là đạt đến 4 tỷ nội tình nguyên khí. Di Sơn kia nói rồi, thiên dương cảnh của thánh tổ thiên đời này là một đời mạnh nhất trong vạn năm nay. Nếu như không chúng trong chúng ta, không có người nào đạt đến tầng tự này, tranh đấu cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà cũng may, Hỗ Nguyên Thiên ta cũng có ký vận kèm theo. Bọn họ mặc dù là tiềm lực không tệ, nhưng đáng tiếc nội tình vẫn còn kém. Tre già, măng mọc, xem thường bọn họ thì phải trả giá đắt đấy. Ta lại ngược lại muốn xem thử những người này mãnh liệt đến cỡ nào. 10 ngày sau, ba người tỉnh lại. Tô Ấu Vi, 3,7 tỷ nội tình nguyên khí. Võ Giao, 3,7 tỷ nội tình nguyên khí. Triệu Mục Thần, 3,8 tỷ nội tình nguyên khí. Hay, đúng là mạnh thật. Hơn nữa điều đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ, thăng cấp đến cùng một cấp bậc với Khương đội trưởng rồi. Xem ra lãnh quân giả mới đang còn từ từ quật khởi. Tốt quá rồi, Võ Giao sư muội không uổng công muội vẫn luôn cực khổ cố gắng, cuối cùng cũng đã bắt đầu tài giỏi hơn người rồi. Còn lại một người, Chu Nguyên sư đệ. Lần này ngươi có thể đạt đến mức độ nào đây? 5 ngày sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa nguyên khí dao động rồi. Là Chu Nguyên.
cuối cùng hắn cũng sắp kết thúc tu luyện rồi. Tăng tăng tăng, để mình xem Chu Nguyên nhà mình sẽ có thực lực cỡ nào đây. Không, sao có thể chứ? Hay, tiểu tử này, cảm nhận của ta có phải là xảy ra sai sót rồi không? Thật hay giả vậy? Nội tình nguyên khí của Chu Nguyên Nguyên lão đã đạt đến 4,3 tỷ rồi. Yeah. Đây là không thể nào. Tấn thăng lần này thăng cấp lên nội tình gần 2 tỷ. Ha ha ha. Tên này còn cho rằng lần này có thể vượt qua hắn. Hey. Phụ Dương năm đó người đoạt khí vận, bây giờ xem ra có lẽ ngược lại là đang còn giúp hắn. Bia đá đã bị nứt ra rồi, huyền diệu ở nơi này sắp biến mất. Tốt quá, có được tấn thăng lần này, cuối cùng cũng có tư cách đọi sức với thánh tổ thiên kia rồi. Bia đá sau khi biến mất, cả trời đất bắt đầu chấn động. Tổ khí cũng trở nên nồng hơn, thiên địa của cả cổ nguyên thiên bắt đầu chảy ra, biến hóa lớn rồi. Hình như là có dao động tổ khí đáng sợ đang truyền đến. Khi tranh đoạt tổ khí của chủ mạch, chúng ta cần một trụ cột để chống đỡ lại đại cục. Người được chọn này chỉ có Chu Nguyên. Bây giờ củ mạch hiện thế, đại chiến sắp đến. Vì để ứng phó với thánh tộc tứ thiên, ta đề nghị để Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm tổng chỉ huy chư tộc ngũ thiên. Tốt quá rồi, mời Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm tổng chỉ huy của chư tộc ngũ thiên. Chúng ta sẽ nghe theo tổng chỉ huy Chu Nguyên. Thương huyền thiên ta nhất định là không có ý kiến gì rồi. Hỗn nguyên thiên ta đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Ở chỗ của chúng ta chỉ có 3 thiên vực lớn. Hơn nữa nghe nói nhân vật lĩnh quân của Càn Khôn thiên Dương Cảnh cũng là thiên kiêu nghìn năm hiếm gặp. Chu Nguyên Nguyên lão, lần này sức mạnh của thánh tộc cực kỳ mạnh. Nếu như chư tộc hữu thiên ta còn chia rẽ như trước đây, e rằng cái giá phải trả mặc khó mà tưởng tượng được. Thậm chí sẽ biến thành điềm báo chư tộc hữu thiên bị thánh tộc tiêu diệt. Cho nên nếu như ngươi đã có thực lực như vậy thì không nên thoái thác. Nếu như Càn Khôn thiên không phục, đến lúc đó làm thêm một trận là được. Quan thú thiên ta cũng không có ý kiến gì khác. Khương Kim Lân phát hiện tâm ý của nhiều người đã quyết, chỉ có thể nghe theo. Tốt quá rồi, chúc mừng tổng chỉ huy Chu Nguyên. Chúng ta đã có lãnh tụ mới rồi, chúc mừng tổng chỉ huy Chu Nguyên. Sau khi trở thành tổng chỉ huy của đội người Tam Đại Thiên Vực, Chu Nguyên đã dẫn dắt rất nhiều người đi về khu vực trung ương của chủ mạch hiện thân. 10 ngày sau, nhiều người đến khu vực trung ương. Chờ đã, phía trước có rất nhiều người. Lẽ nào là đại bộ đội của thánh tộc? Không phải là thánh tộc, mà có lẽ là đội người của Càn Khôn Thiên và Ngũ Hành Thiên. Bạn của Càn Khôn Thiên, Ngũ Thành Thiên, Hỗn Nguyên Thiên Tà, Vạn Thú Nguyên Thương Huyền Thiên đã cùng bầu cử đội trưởng Chu Nguyên của thiên vực Hỗn Nguyên Thiên đảm nhiệm tổng chỉ huy của ngũ đại thiên vực. Xin mời người chỉ huy của hai đại thiên vực đến đây bàn chuyện. Bầu cử của các người, Càn Khôn Thiên ta không tiếp nhận. Cho dù là Càn Khôn Thiên có ý kiến gì khác, cũng phải thương lượng rõ trước mặt. Nếu như các người có chủ ý tốt hơn, chúng ta cũng sẽ không từ chối. Bộ đội của ngũ đại thiên vực hội tụ ở trong rừng núi. Tại hạ Lý Phủ của Ngũ Thành Thiên, xin chào bằng hữu của Hỗn Nguyên Thiên, Hoàng Thú Thiên, Thương Huyền Thiên. Lý Phủ, tổng đội trưởng của Ngũ Hành Thiên, 3,6 tỷ nội tình nguyên khí. Xem ra đội trưởng Lý Phủ cũng đã phát hiện được huyền tích này rồi, lấy được cũng không ít lợi ích. Bộ đội trước đây của chúng ta với Thánh Minh Thiên tranh đoạt một tòa huyền tích, xích chút nữa là thua cuộc. May mà đội trưởng Bạch của Càn Khôn Thiên đến giúp đỡ mới đánh lui được đối thủ. Có thể mời đội trưởng Bạch của Càn Khôn Thiên ra ngoài gặp nhau không? Đội trưởng Bạch không muốn gặp các ngươi.
Đội trưởng Bạch nói, chỉ nghe Hổ Nguyên Thiên có một quan thanh long, chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là Chu Nguyên. Ta chính là Chu Nguyên của Hổ Nguyên Thiên, nếu đội trưởng Bạch có ý kiến với ta, có thể nói trước mặt ta. Ta không có tư cách, người đến đụng một chút, không phải là biết liền rồi sao? Dãy núi bên kia di chuyển rồi, không đúng, nhìn kia, ở dưới núi còn có một đạo quân ảnh đang còn tay không đẩy núi di chuyển. Hơn nữa đến ngay cả nguyên khí đều không thể sử dụng, lực nhục thân mạnh thật. Hay, người đó đem ngọn núi khổng lồ ném qua đây rồi. Wow. Ta chính là đội trưởng của Càn Khôn Thiên, Bạch Tiểu Lộc. Wow. Người muốn đánh với ta sao? Cưng vậy. Cơ thể nhỏ bé này sao cảm giác lại giống như một tiểu cô nương vậy? Ngươi chính là tổng chỉ huy chư thiên được bọn họ tiến cử. Hổ Nguyên Thiên của người tự biên tự diễn màn kịch này, lão nương ta không nhận. Nếu như không phục làm càn thì không có tác dụng gì đâu. Thế thì đem bản lĩnh của người thể hiện ra hết đi. Muốn chiếm được vị trí này rất đơn giản, đánh bại ta để ta công nhận thực lực của ngươi. Cái gì? Lại có thể mạnh đến mức độ như vậy sao? Đạt đến 4,3 tỷ nội tình nguyên khí. Quả nhiên là có một vài bản lĩnh đó, nhưng mà cũng không dọa được ta đâu. Thân thể của Bạch đội trưởng lại có thể cao lên nhanh như vậy, lại là cơ thể thiên cấu thánh lưu ly trong truyền thuyết, không hổ danh là thiên dương cảnh mạnh nhất của Càn Khôn Thiên. Đến đây đi. Cảm giác hai người này ngang bằng với nhau, và đội trưởng hình như là chiếm ưu thế yếu hơn một chút. Nhục thân mạnh thật. Hôm nay, nếu như ngươi không đánh bại ta, đừng để ta thừa nhận vị trí của ngươi. Rất tốt. Ok. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ cho kênh Nông Dân Mê Truyện của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha. Và các bạn đừng quên là nhấn nút subscribe và cho một nút like ở cuối một video. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.